với cốt xương tủy bò thơm ngọt cùng gia vị phở tuyển chọn kỹ. Trận đấu sắp bắt đầu, hy vọng hôm nay có thể thấy một trận đấu kịch liệt.
Đường chuyền ngắn. Đường chuyền ngắn. Này em yêu ơi, em không thể làm bạn gái anh sao? Anh cho đối thủ một cú đá phạt. Chuyền đẹp đấy. Rất hay. Trận đấu đã kết thúc và cả hai đội đã trải qua một trận chiến khốc liệt để kết thúc bằng một trận hòa.